đâu. Mon đi hả? Thôi thì dậy chơi với Mon đi. Nằm đây kêu gì vậy? Rồi Mon không đủ cay chơi à? Buồn à? Đi chạy ra. Rồi Mon không đủ cao à? Để cao của mình à? Tìm Mon nhá. Tìm Mon nhá. Mon ơi. Mon ơi. Mon. Mon ơi. Nào. Đây chơi với em nhé hả? Chúng chơi cùng mình. Đây là anh em cùng chơi này. Anh em cùng nhau chơi bây giờ. Đấy, thấy chưa? Kêu một tên lên nóng, kêu các bạn cũng đặng. Đây, chơi với Mon đi. Đó. Ngồi bên chơi nhá, không được kêu nữa nhá. Mon cho em chơi với đấy. Hả? Em chơi với nghe chưa? Mà lắm. Em ngồi chơi nhá. Rồi, mà xem nào. À, sao? Ơi, à, trời. Ôi, trời ơi. Mon không cho con chơi à? Hả? Mon ơi, ra đây ba bảo này. Con này ba bảo đi. Nào đi đây. Đi đây. Đây, nào đây. Hả? Nào. Em chơi lắm à? Đây. Hả? Ba bảo sao cho em chơi với mà hả? Ngồi chơi mình ấy. Giờ có một con mà hai anh em chơi nhau này đó. Con ngồi cho con đợi nhé. Cả nhá. Con nhá. Đâu? Đi mua cho một con nhá. Hả? Mua cho một con này, kéo về cá chơi nhá. Đấy, Mon. Vui lắm. Mon ơi, đâu đây? Con đi đâu ấy Mon? Rồi. Không khi nữa nhá. Ngọc Mon ơi. Đây. Anh Mon đâu rồi? Mon vui quá. Đi ngồi cho con khác nhá. Giờ đi mua cho mỗi đứa một cái nhá. Về là không được tranh nhau đâu đấy. Các nghe chưa? Mon nữa. Tay ra. Tay hoài con. Vì món quà của Bibi tặng cho Mon mà Ca cứ đòi chơi cùng, nhưng mà Mon thì lại không thích. Đấy, thế nên là tôi sẽ mang Ca đi mua thêm một con nữa, về cho mỗi đứa một con để chơi, không chơi rời nhau. Nào, Mon đến rồi con. Thấy không? Ấy nha, cái này nha, ok, cái này nha, đấy, ok, các bạn lấy cái này nha, cái này cái nha. Chưa đấy, thì nhà là không được chay nhau, nghe chưa? Con này là của em Ca này, đây của Ca đây, đây của Mon đây này, đấy, không của Mon đây mà. Đó, vui vẻ chưa? Ca vui chưa? Nha, cái này là của Mon, cái này là của Ca, không, cái này này của con đây mà, của con đây, đó, đây còn cái này của Ca này. Không phải của con đâu, không được tranh của em bây giờ. Chú nó ngồi mình vậy. Đi đây, đúng rồi. Đấy, không được tranh nhau nghe chưa? Đấy, cái này của em Ca nhá, em Ca thích chưa? À, không khóc nữa nhá, không khi nữa. Đấy, ta chơi đi. Rồi về nhà chơi cái này. Đấy, về đến nhà rồi đây này. Đây của con đây mà, của con đây này, cái này của em Ca. Đây về nhà rồi này. Nào đi xuống nào. Con ơi, xuống nào con. Con ơi, đâu rồi? Xuống nào. Đi. Đấy, đi vào nhà chơi nhá. Nha. Về đây rồi đã bỏ giúp một con là chơi nhá. Nào. Đây. Đây của Ca. Không, cái này của Ca, của con đây. Cái này của con đây này. Đấy, cái này của Ca này. Đây của đây này. Đó, cái này của Mon bây giờ. Chơi là không được tranh nhau đấy, không được tranh của em bây giờ. Đấy nhá, đây của Ca này, này của Mon này, chơi này, không được tranh nhau nữa nghe chưa? Đấy, anh ngồi đây chơi. Ok. Ngồi đây chơi nhá. các bạn này. Nó lại không lên nhà chơi nữa à? Lên nhà chơi đi chứ ca. Hả? Sao lại không đây rồi? Ừ, lên nhà chơi đi. Nhà chơi với Mon, anh Mon đang chơi nhà kìa. Mon! À, chặt. Mon này đấy của em à? Hả? Đại tranh của em à? Bạn nói thì sao? Đại tranh của em đúng không? Ừ. Mua cho em à? Ừ. Đấy, cái này của em cha, cái này của em Mon. Từ đấy của em này hả? Ừ. Tranh của em rồi à? Hả? Ừ. Đấy. Em Mon thư lắm này. Bye bye mọi người.